Xin chào anh chị, em là Thu Nhiên bên nhà đất Huyền Trang. Thì hiện tại là em đang ở ấp Long Thuận A, xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Thì ở đây có một căn nhà vườn đang bán để em sẽ giới thiệu cho anh chị xem nha. Nhà mình thì tổng diện tích là 580m², đất cây lâu năm. Chủ kêu giá là 1.350 tỷ. Giá cả thì anh chị mình sẽ gặp trực tiếp với chủ nhà để thương lượng luôn ha. Về cái con đường á, thì đây anh chị đi thẳng ra tầm khoảng 100m thôi là mình sẽ tới đường huyện 35. Rồi mình rẽ phải khoảng 750m nữa là mình sẽ tới ngay chỗ ủy ban, chợ, trường học của xã Long Hưng luôn. Ngay chỗ mà cầu Long Hưng á anh chị. Còn nếu như mà mình rẽ trái á, mình rẽ trái đi lên tầm khoảng 2.6 cây số nữa thôi là mình sẽ tới ngay chỗ mà chợ xã Vĩnh Kim á, chợ rồi bến xe, trường học của xã Vĩnh Kim luôn ha. Thì một lát nữa em sẽ giới thiệu thêm để cho anh chị dễ hình dung hơn ha. Còn đây là cái con đường công cộng đi vô nhà của mình. Đường này thì em thấy có khúc là cũng được 2.5m. Còn có chỗ thì nó tầm khoảng 2m, 2.2m. Nhưng mà nói chung là đường này là hiện tại là xe ô tô vô thì chắc là nó hơi khó. Xe máy thì mình có thể đi được ha. Điện nước wifi ở đây là có đầy đủ hết luôn nha. Rồi thì cái căn nhà mà hôm nay em muốn giới thiệu cho anh chị là căn nhà nằm ở trong đây nè. Thì ở ngoài đây là đường đi công cộng. Từ cái con đường đi công cộng này nè, đây là cái con đường đi vô nhà của mình. Thì sổ của mình á, tổng diện tích là 580m², mặt tiền bề ngang này nè anh chị, là mình sẽ tính từ ngay chỗ cái khoảng cái mí hàng rào này nè. Mình sẽ đo dài qua bên đây là tới cái khoảng cái mí rạch ở bên đây là 8m8. Còn cái chiều dài ở bên đây á, là khoảng 31m. Còn chiều dài ở bên đây nó sẽ khoảng là 28m8 á. Thì để em sẽ cho anh chị xem cái hình sổ để mình dễ hình dung hơn ha. Đây thì anh chị xem cái sổ nè. Đó, cái mặt tiền 8m8 hồi nãy em chỉ anh chị nè. À, để em sẽ lật ngược lại ha. Đây, cái sổ của mình là nó sẽ nằm vậy nè. Cái phía ở ngoài đây là đường đi công cộng đi vô đất của mình. Mặt tiền ngang là 8m8 nè. Chiều dài ở bên đây á. Đó, được rồi. Chiều dài bên đây là 31, còn ở bên đây là khoảng 28m8 nha. Đó, thì đây là cái hình đất của mình nè ha. Tổng diện tích là 580m², đất cây lâu năm, chủ kêu giá là 1.350 tỷ nha. Thì ở trước đây nè có mấy cây kiểng, để em sẽ vô em hỏi thử coi là mấy cây mai này nè chủ tặng lại cho mình hay là chủ dọn đi nha. Thì cái con rạch này là con rạch thoát nước công cộng, thì cái nhà mình nó sẽ chạy dài theo cái con rạch này nè anh chị. Cái ranh giới của mình là sẽ được tính từ nửa con rạch đi vô ha. Đất của mình á, thì xung quanh là em thấy cũng có dừa nè, rồi cũng có khá là nhiều loại cây trái luôn ha. Giống như, trời ơi, cây cóc nó bự nè anh chị. Bây giờ em mới thấy luôn á, nó đây là cây cóc nè, quá trời trái luôn ha. Bên đây á, thì có dừa nè, rồi có xoài nữa. Nói chung là có bưởi nữa kìa, cũng khá là đầy đủ loại cây trái luôn ha. Bây giờ em sẽ đi vô em quay nhà cho anh chị xem trước, xong rồi sau đó mình sẽ đi ra ngoài khu vườn ha. Đây là con đường đi vô của mình nè. Ủa anh, mấy cây mai này chủ bứng đi hay để lại anh? À, bứng đi nha. Bứng đi ha. Ok, thì mấy cái cây kiểng này nè anh chị thì chủ nhà sẽ bứng đi nha. Còn những loại cây trái á, thì sẽ để lại cho anh chị. Nhưng mà nếu như mà anh chị nào mà thích chơi kiểng á, thích mấy cái cây này nè, để trồng cho nó trổ bông cho đẹp nhà, thì mình có thể thương lượng với chủ. Chủ sẽ để lại cái giá mềm cho anh chị ha. Chứ còn riêng mấy cây trái này thì chủ sẽ để lại hết luôn. Phía trước này nè là em thấy là có thể tận dụng được cái phần này để mình trồng rau vô nữa nè anh chị. Trồng rau, trồng hoa cũng được ha. Đó, đây là căn nhà của mình nè. Nhà thì rất là rộng rãi luôn ha. Đây, đây là căn nhà vườn của mình ha. Nhà thì nhà cấp 4 nhưng mà xây rất là kiên cố luôn. Ở đây thì sẽ lên thổ cư được nha anh chị. Nè, đó, để đứng xa xa cho anh chị xem ha. Căn nhà của mình phía trước thì chủ đã có làm sẵn mái che tiền chế luôn rồi nè. Gạch thì dán lên tới nóc luôn ha, đóng la phong nè. Ở dưới thì cái sân nhà thì cũng có dán gạch đầy đủ hết luôn. Thôi có nguyên một hàng lu luôn nè anh chị. Ngày xưa là người ta hay sử dụng mấy cái lu này để chứa nước sử dụng nè anh chị. Nước mưa hay là nước giếng á, là người ta sử dụng mấy cái lu này nè. Nhà cũng rất là khang trang, rất là đẹp luôn. Nhà thì cấp 4 thôi nhưng mà xây rất là kiên cố luôn. Tại vì xây là xây để ở á, chứ không phải là xây qua loa nha anh chị. Nền là đổ cao luôn nè. Đây nè, 1, 2, 3 bậc luôn anh chị xem ha. Rất là cao luôn. Bên hông này cũng còn một khoảng đất trống luôn nè. Đó, mình có thể tận dụng cái này mình trồng rau cải vô nè. Phía sau thì còn một cái chỗ trống để mình có thể làm sàn nước rồi phơi đồ nữa kìa ha. Nói chung là cũng tận dụng được nhiều cái lắm nè.
Rồi bên đây mà trồng rau là tốt lắm luôn á. Anh chị trồng rau bên đây thôi khỏi phải đi chợ luôn ha. À, từ ở đây á, mà mình đi xuống ngay chỗ cầu Long Hưng, ủy ban trạm y tế của xã Long Hưng á, anh chị đi có 2 phút à, khoảng 750m thôi là tới à ha. Đây. Nhà mình thì được 2 phòng ngủ nha. Trên đây á, thì là phòng khách, phòng thờ. Đó, phòng khách, phòng thờ ha. Gạch là dán lên tới nóc luôn anh chị xem nè. Trời ơi, ngon lành luôn. Đây, bên đây thì cửa sổ thông ra bên hông ha. Trời ơi, cái nhà này xây rất là đã luôn á anh chị. Gạch ha là dán hết lên tới nóc luôn, la phong đầy đủ luôn ha. Có 2 phòng ngủ nha anh chị. Trời ơi, anh chị xem nè. À, bên đây được một phòng nữa là 3 phòng nè. Nhà nói chung là trong phòng là có người á anh chị, em không có thể mở cửa vô được ha. Thì mai mốt khi anh chị đi xem á, mình sẽ nói với chủ nhà rồi mình xin vô mình xem phòng ha. Đó, đây là không gian nhà bếp phía sau của mình nè. Nói chung là nhà em thấy rất là rộng rãi luôn nha. Đó, phía sau đây là có 2 cái toilet luôn. Cái cửa này là thông ra cái chỗ mà trồng rau hồi nãy em nói anh chị nè. Đó, có 2 toilet hai bên luôn ha. Một bên là vệ sinh, một bên là tắm rửa. Đây thì đây là cái chỗ thông ra lúc nãy nè ha. Trời ơi, nhà quá trời lu luôn anh chị xem nè. Đó, bây giờ sử dụng mấy cái lu này chứa nước mưa nè ha. Bên đây là một khoảng trống để mình để đồ. Mình có thể dẫn xe máy xuống đây để cũng được. Hay là máy giặt đồ này kia thì mình vẫn có thể để đó ha. Đây thì mình còn được một cái sàn nước nữa nè. Đó, mình có thể rửa chén này kia ở đây luôn. À, đây là không gian nhà bếp phía sau nữa nè. Thôi, tính ra nhà mình rất là rộng luôn đó. À, cái này là cũng thông ra cái chỗ hồi nãy luôn nè anh chị. Nó thông ra cái mé bên đó luôn ha. Đây là mình có thể để kể chén đồ nè. Rồi sàn nước ở phía sau. Đó. Bên đây thì có bếp củi nữa nè. Ha, sát bên đây là cái đường thoát nước luôn nè anh chị. Đó, là cái sổ đất của mình á, là nó sẽ đất mình là chạy dài theo cái con rạch thoát nước này luôn nè. Nó xuống tới phía sau dưới kia luôn ha. Đó. Thì em xin nhắc lại nha. À, nhà của mình á là nằm ở ấp Long Thuận A, xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Thì từ đường huyện lộ 35 á, anh chị đi thẳng vô khoảng 100m thôi là sẽ tới nhà của mình ha. Nhà mình á thì cách ủy ban, chợ, trường học của xã Long Hưng là khoảng 750m, còn mà cách trung tâm của xã Vĩnh Kim á là khoảng 2,6 cây số nha. Tổng diện tích nhà là 580m², đất cây râu năm. Bề ngang mặt tiền phía trước là 8m8, chiều dài một bên đó là 31, một bên đó là 28m8 nha. Thì chủ kêu giá hết luôn là 1.350 tỷ. Giá này thì mình sẽ gặp trực tiếp với chủ để thương lượng luôn ha. Nhà thì em thấy là có 3 phòng ngủ nè, rồi phòng khách, phòng thờ, nhà bếp, rồi nhà vệ sinh là có đầy đủ hết luôn. Nhà là xây rất là kiên cố luôn ha. Xung quanh là có mái che tiền chế hết rồi nè, có đống la phong luôn. Rồi gạch là dán lên tới nóc luôn. Rồi thì để em sẽ mở định vị cho anh chị xem nha. Hướng hả? Nếu mà tính theo cái hướng mà cái cửa nhà mình xây á, thì là cái hướng ở bên đây. Bên đây là cái nhà nè anh chị xem nè. Nhà mình á là sẽ xây cửa ra phía trước này. Thì em sẽ coi hướng ở bên đây. Bên đây là hướng đông nha anh chị. Đó, bên đây là nhà mình là xây cửa ra ngoài hướng đông ha. Nó hơi bị mờ nè. Đó, đó, đây là hướng đông ha anh chị. Dán này xuống không? Dán cái này xuống giùm em với. Rồi, được rồi. Đây anh chị xem nè, cái nút màu xanh xanh là vị trí em đang đứng ở nhà của mình nè. Đi thẳng ra khoảng 100m là mình sẽ tới đường huyện 35 nè. Đó, đi quẹo phải xuống khoảng 750m là tới cầu Long Hưng nè. Trường trung học cơ sở Long Hưng, xuống đây một xíu nữa là cây xăng Long Hưng nè. Đó, bên đây là có trường tiểu học Long Hưng nè. Con đường này là cặp theo cái con sông nè anh chị. Đó, chạy dài ra đây là tới ra ngoài quốc lộ 1A nè ha. Đó, ngay chỗ Long Định luôn.
Thì ở đây á, em thấy á, là một là anh chị có thể đi chợ Long Hưng nè, hai nữa là mình có thể đi ra ngoài chợ của Vĩnh Kim. Từ đây mà anh chị ra chợ Vĩnh Kim là khoảng 5 phút nè. Còn không thì anh chị có thể đi xuống chợ Thầy Tùng hoặc là chợ Sòi Hột cũng được nha. Để em xem từ đây á, mà anh chị đi xuống ngay chỗ mà chợ Sòi Hột mà chùa Sắc Tứ á, là khoảng bao xa ha. Thì ở đó là cũng là giáp ranh của thành phố Mỹ Tho luôn á nha anh chị. Từ đây á, mà mình đi xuống tới đó là khoảng 4,5 cây số. Ngay chỗ chùa Sắc Tứ nha. Đây, ở chùa Sắc Tứ nè anh chị, mình đi là 4,5 cây số là 8 phút. Ở đây là có chợ Sòi Hộp nè. Bên đây là giáp ranh của thành phố Mỹ Tho rồi. Vậy tính ra từ nhà mình á, mà anh chị đi xuống tới giáp ranh của thành phố Mỹ Tho là có 4,5 cây số thôi. Mình đi là 8 phút thôi ha. Rồi để em xem thử coi từ ở đây á, mà anh chị đi ra tới ngoài xã Vĩnh Kim đi ha. Ở Vĩnh Kim, nếu như mà anh chị cho con mình đi học á, thì nếu mà mình đi học trường tiểu học hoặc là trường trung học cơ sở á, thì mình sẽ học của Long Hưng ở đây. Còn nếu như mà mình đi học trường cấp 3 thì mình có thể ra ngoài Vĩnh Kim nha, để mà mình học trường cấp 3 của Vĩnh Kim ha. Thì từ đây nè, anh chị đi ra tới ngoài Vĩnh Kim nè là có 2,6 cây số thôi. Mình đi có 5 phút thôi là mình sẽ tới ngoài Vĩnh Kim nha. Thì ở Vĩnh Kim á, là cũng sẽ có đầy đủ hết luôn, như là từ chợ nè, trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3 luôn, bệnh viện, phòng khám, ngân hàng hay là trạm y tế đâu đó, bến xe hay là chợ trái cây là có đầy đủ hết luôn. Anh chị đi là 5 phút là mình tới thôi ha. Còn ở đây đi xuống trường học của Long Hưng á, là có 2 phút, 3 phút thôi. Từ vị trí của mình ở đây á, mà anh chị về tới trung tâm của thành phố Mỹ Tho á. Thành phố Mỹ Tho. Từ đây mà anh chị xuống tới thành phố Mỹ Tho là khoảng 11 cây số nha. Đây, trung tâm thành phố Mỹ Tho là 11 cây số. Mình đi là khoảng 19 phút là mình sẽ về tới trung tâm của thành phố Mỹ Tho nha. Còn từ ở đây á, mà anh chị về tới bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh á, thì trung bình á là khoảng 64 cây số nè. Anh chị đi là 1 tiếng 17 phút thôi là mình sẽ về tới bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh ha. Còn từ ở đây á, mình đi về tới ngay chỗ mà bệnh viện đa khoa mới của tỉnh Tiền Giang á, cũng khá là gần luôn. Để em xem thử coi bà bao xa ha. Thì từ vị trí nhà của mình á, mà anh chị đi xuống tới ngay chỗ bệnh viện đa khoa mới của tỉnh Tiền Giang á, trung bình á là khoảng 7,3 cây số. Mình đi 13 phút thôi là mình sẽ tới nha. Thì đây là bệnh viện đa khoa mới nè. Bên đây là sát bên là có bệnh viện lao phổi Tiền Giang nữa. Nói chung là đầy xung quanh đây là đầy đủ tiện ích tiện nghi hết luôn. Chợ, trường học của xã Long Hưng, ủy ban, trạm y tế của xã Long Hưng á, anh chị đi là 2 phút nha. Còn anh chị đi xa hơn như là Vĩnh Kim, Đông Hòa, Long Định hay là xuống Sòi Hộp hay là giáp ranh của Mỹ Tho là anh chị đi trừ hao là khoảng 5 đến 7 phút đi ha. Thì nhà của mình á, tổng diện tích là 580m², đất cây lâu năm, chủ kêu giá là 1,350 tỷ nha. Rồi thì anh chị nào mà quan tâm tới căn nhà này á, mình muốn tìm một căn nhà vừa nghỉ dưỡng á, thì anh chị có thể đi xem trực tiếp căn nhà này rồi mình sẽ gặp chủ để thương lượng giá cả luôn ha. Nhà thì chủ chỉ bán nhà thôi, còn những cây kiểng thì chủ sẽ đem đi, nội thất thì chủ đem đi, nhưng mà riêng về mấy cây trái trong vườn thì chủ sẽ để lại chứ không có đem đi ha. Còn mấy cái cây kiểng này như mấy cây mai nè, rồi cây nguyệt quế á, nếu mà anh chị mình thích á, thì mình có thể thương lượng với chủ sẽ để lại giá mềm cho mình. Thì em mới hỏi thăm thử mấy anh tài xế này nè anh chị, tại vì em không có chạy xe ô tô cho nên là em không có biết. Thì em có hỏi thử thì ảnh nói cái đường ở phía trước này nè, thì tính ra là xe ô tô 4 chỗ là mình có thể vô được á. Nhưng mà lúc nãy á, thì em nhìn em thấy nó hơi nhỏ cho nên là em nói là xe máy. Nhưng mà bây giờ là xe ô tô 4 chỗ là mình vô được nha anh chị. Xong rồi ở tới phía trong đây là em thấy nó rộng hơn ở phút ngoài kia á. Ngoài kia thì do là hai bên là có hai cái hàng rào của hàng xóm cho nên là nó hơi hẹp một xíu. Nếu mà 4 chỗ mà gọn gọn á thì anh chị có thể chạy dễ nha. Còn nếu mà xe mà lớn lớn hơn một xíu á thì em nghĩ là nó sẽ hơi khó á. Ở trong đây nè, ở trong đây á, thì mình vô là nó rất là dễ luôn. Tại vì trong đây là nó tầm khoảng 2,5 m á. Nhưng mà có cái khúc ở đây là nó nhỏ hơn một xíu nè. Nhưng mà xe ô tô 4 chỗ là mình vô được ha. Rồi thì anh chị nào mà quan tâm á, thì mình có thể liên hệ bên nhà đất Quyền Trang. Tụi em dẫn anh chị đi xem đất, rồi mình sẽ đi xem cái con đường đi luôn, rồi mình gặp chủ mình thương lượng giá cả luôn ha. Bây giờ em đi bộ ra em mới thấy là cái con đường này là nó rộng nè anh chị. Nó khoảng 2m tới 2m2. Nó khoảng 2m á. Xe 4 chỗ vô được nha anh chị. Hồi nãy em đi xe máy em không có để ý, bây giờ em mới thấy là nó rộng nè ha. Rồi thì cảm ơn anh chị đã xem video của em nha. Anh chị nào quan tâm á, thì mình đi xem rồi mình gặp chủ đất để thương lượng giá cả luôn nha. Rồi bye bye anh chị ha.